hàu nướng 8K cần phải cẩn thận. Trời ơi, phải nói tỷ năm rồi tôi mới vô chợ hồ thì kỹ để ăn lại luôn. Mấy cái quầy này hấp dẫn quá, tôm nướng, nhum nướng rồi có hàu nướng nữa. Dạng gọi liền hàu nướng tứ vị, phô mai, chất muối, mỡ hành và nướng tỏi. Thì có là chỉ 8K một con thôi. Cái quán này á, mùi hàu nướng thơm nứt con đường luôn. Thơm nướng có các loại mức giá khác nhau là 15-35K, tôi là chọn 25K. Cái này mở từ 3 giờ nhưng mà sau 6 giờ sẽ có nhiều bàn ngồi hơn. Tôi có gọi thêm bột nhum nướng trứng cút nữa nè. Tự nhiên đang nướng có ăn nào ghé vô mua 30 con hàu. Ê cha hấp dữ ta. Hàu ở đây tôi vị ngọt. Tôi thích nhất là vị phô mai béo ngậy chàn chề luôn. Quán có vị trứng muối cũng khá lạ. Nhưng mà tôi thấy kết hợp với mỡ hành cho thêm miếng đậu phộng vô ăn vẫn là ổn áp nhất. Ăn hàu quán này phải cẩn thận gì á. Ngon quá, không có ăn một con mà ăn chục con mới đã cái nư. Có trứng cút lòng đào, trời ơi nó béo đỉnh dễ sợ. Bây giờ tôi ngồi ăn ở chợ Hồ Thị Kỷ mà tưởng mới đi biển về không. Ngon càng chắc thịt nè, quện thêm một miếng sốt nữa, đậm đà giả mang. Đâu rồi mới kiếm được một cái chỗ hải sản mà giá cả phải chăng như vậy luôn. Mọi người ghé thử xem sao nha. Bye bye. Cuốn Quảng Đông đang hot bữa giờ. Thấy quá trời người review nên tôi phải nhanh chân bốn cẳng đi thử liền. Đây thì bán đủ các loại như là bò, heo, tôm, xá xíu. Ai thích gọi thập cẩm thì 55 sèn hen. Lúc tôi đến mua cho đến lúc tôi mua xong á, cô chủ quán làm liên hồi không ngừng nghỉ luôn. Ví dụ đang làm phần thập cẩm nè. Nhân nào thì quán cũng hấp kèm với trứng. Ăn cũng ngon hơn bán cuốn bình thường. Bán đắt khách đến nỗi mà có hai chi nhánh trên cùng một con đường luôn. Hàng tôi thì nó gọi hai loại nhân là xá xíu bò và xá xíu tôm 45 sèn thôi. Tôi thấy thêm 10 sèn được phần thập cẩm thì nó lời hơn nên tôi gọi thập cẩm. Chấm thì cũng giống người Hoa, nước tương, tế, tương ớt với xíu giấm nữa. Người có thể ăn tại quán hoặc là mang về nhà cũng được nha. Cá nhân tôi khá là thích đi ăn những cái đồ ăn street food như vậy luôn. Vì chỗ này dù là quầy bán hay bàn ăn cũng đều rất là sạch sẽ. Tự miếng bánh cuốn xá xíu mới được. Nếu mà ăn không thì sẽ hơi nhạt nên mọi người nhớ chấm với lại nước tương nha. Là có thể chan nước tương đậm như vậy luôn. Thế tôi chan xong là ăn vừa vặn hơn hẳn luôn. Phần nhân đều rất là ổn mát. Xá xíu làm ngon không có bị khô nè. Tôm hay là thịt bằm hay là thịt bò cũng ổn nữa. Bị là một phần nhân đầy ủ nha. Nhưng mà tôi thấy đây là một cái quán bánh cuốn thế là xứng đáng với lại giá tiền đó. Bữa nào mà người qua quận 11 về thử liền nha. Bye bye. Có ai ghiền mấy cái loại mì trộn, bánh bao nhúng sữa đặc trưng của người Hoa không ta? Nhưng mà yên tâm, hôm nay không phải qua quận 11 hay quận 5. Tấp vô liền một cái quán ngay quận 4, vừa có không gian hơi Hồng Kông tí xíu. Đã có quá trời là có món ngon luôn. Đặc biệt lần này là có hai món mới là mì khô nem nướng ngũ vị quét tay với xiên heo nướng đó nè. Chị chủ trộn mì thân thoát luôn nên vẫn giữ được độ dai. Mọi người có giống tôi không chứ tôi rất là thích công đoạn xem chế biến như vậy. Trộn các loại sốt đậm đà của người Hoa. Sau đó thì cho thêm hành lá và tỏi phi. Và hai em nem nướng ngũ vị quét tay. Một phần như hồi nãy là 49 sèn. Em này thì cũng là mì trộn nhưng mà ăn cùng sẽ là cá viên tươi chiên mắm tỏi. Em này sẽ có thêm miếng sa tế nữa. Ăn cùng với trứng bắc thảo mini. Đừng sợ khô vì có súp cá viên ăn kèm nè. Ngoài ra thì tôi còn gọi thêm hành thắng, chấm đen súp XO, trà chanh Hồng Kông và trà dâu tằm. Ta da, một bàn ăn siêu ngon. Định phải thử hành thắng chiên nhân bên trong có thịt và tôm. Hành thắng giấm đen súp XO. Người có thể pha thêm nước tương, tương ớt với sa tế nữa ăn cho ngon. Mì ở đây được trộn với sốt rất là đậm đà, không có bị gắt dầu. Nem nướng thì dai, thơm và đặc biệt không bị khô. Đương nhiên chán miệng tôi phải để dành bụng ăn bánh bao. Vỏ thì giòn, mềm bên trong. Nói chung là siêu mê đồ ăn ở đây luôn. Bye.